Kính bạch sư, con có câu hỏi là làm sao đời sau sinh ra mình có cha mẹ hoặc anh chị em quyến thuộc là người có niềm tin nơi Tam Bảo mà không phải mê tín? Để được như vậy á, đầu tiên ở trong đời này mình phải là người có niềm tin nơi Tam Bảo, tin nơi chánh pháp, không có mê tín. Sau đó mình tạo phước và mình hồi hướng, mình phát nguyện mong cho tôi đời sau trong dòng sanh tử luân hồi, nếu có kiếp nào được sanh làm người, mong cho tôi được sanh vào những gia đình có chánh kiến, xứ sở chánh kiến, quốc độ chánh kiến. Thì khi mình làm phước cộng với lời nguyện như vậy, cộng với việc mình sống trong đời này, sống trong chánh kiến, thì mình sẽ gieo duyên để đi vào những gia đình có chánh kiến. Nó cũng giống như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái bài kinh mà nói về cái người gia chủ mà có đệ nhất chung tình, thì hai vị đó là đã từng có 500 kiếp làm cha làm mẹ của Bồ Tát, 500 kiếp làm cô dì chú bác của Bồ Tát, 500 kiếp làm ông bà của Bồ Tát. Nhưng tại sao không còn làm quyến thuộc của Ngài nữa? Đó là bởi vì năm xưa là họ từng cản Bồ Tát làm phước thiện, cho nên Bồ Tát mới không chọn họ làm quyến thuộc của mình nữa, mà mong tôi sanh vào những gia đình mà họ hỗ trợ tôi, tạo điều kiện cho tôi để tôi làm thiện. Do đó là Đức Phật hoặc là Bồ Tát không còn sanh làm con, làm cháu của gia đình này nữa mà đi vào gia đình khác. Nhưng mà nhờ cái mối quan hệ quyến thuộc năm xưa, cho nên là khi họ gặp lại Đức Phật, họ hoan hỷ, và Đức Phật cũng vì lòng bi mẫn cho nên là Ngài cũng độ lại quyến thuộc của mình. Ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.